Xin chào cả nhà tiệm mèo Sen nha. Cả nhà ơi, hôm nay tiệm về một bé mèo anh lông ngắn Silver Tabby mọi người nha. Một chiếc mèo xinh xắn, rất là nhanh nhẹn và hoạt bát luôn. Mời. Xinh quá mọi người ạ. Mèo. Một chiếc mèo rất là đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát và vô cùng là quấn người nha mọi người nha. Trộm vía là trại mới gửi lên cho tiện nhưng bé nhanh lắm mọi người ạ. Rất là chịu ăn và chịu chơi luôn. Ôi cưng ghê. Xinh dã man mọi người ạ. Ở ngoài xinh hơn trên video nhiều nha. Ôi con nhà em mà xinh thế. 2.8 triệu cho một bé mèo anh lông ngắn Silver Tabby mọi người nha.